Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình hãy sẽ giới thiệu cho cả nhà một ngôi nhà ở hẻm 81 Trương Định nha cả nhà. Thì cái hẻm này sẽ thông ra là 139 Trương Định luôn. Thì ở đây mình có hai căn nhà, nhưng mà một căn đã bán rồi và còn một căn. Thì chủ kêu bán ngôi nhà này là 1 tỷ 790 nha cả nhà. Ngang với diện tích là ngang 5 và dài là 25 m, một trệt một lửng ha cả nhà. Bây giờ thì hãy xin mời cả nhà đi theo Hải vào bên trong ngôi nhà để chúng ta xem ngôi nhà này có những gì đặc biệt ha. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ gặp hàng rào cả nhà. Hàng rào này thì được làm từ nhôm si pha ha, rất là đẹp. Cổng rào kiên cố ha cả nhà. Tiếp đến là sân đậu xe. Thì sân đậu xe này khá rộng ha cả nhà. Thì cho chúng ta là đậu là hơn chiếc xe ô tô mà 7 chỗ luôn ha cả nhà, rất là rộng rãi. Được bao bọc xung quanh là tường ha. Cái nhà này tông chủ đạo là màu xanh ha cả nhà. Nhìn rất là đẹp, đây là một trệt một lửng ha cả nhà. Cánh cửa là nhôm si pha kết hợp với kính cường lực ha cả nhà. Nhìn rất là đẹp và với cái bộ rèm cửa màu xanh nữa. Thì tiếp đến đó chính là phòng khách nha cả nhà. Đây chủ đã để sẵn cho mình luôn là cái kệ, cái bộ sofa cho mình luôn. Đây là không gian, này là không gian, là khu vực là tivi. Ở đây là có luôn điện ha cả nhà, lắp đồng hồ điện sẵn cho mình hết luôn rồi ha. Nhưng rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ tham quan từ tầng dưới trước, sau đó mình sẽ lên trên ha cả nhà ha. Tiếp đến đó chính là phòng ngủ ha cả nhà. Thì cái phòng ngủ ở tầng dưới cũng khá là rộng rãi ha cả nhà. Thì có lắp sẵn là dây điện cho mình luôn nè. Sẽ bật thêm đèn. Đèn này thì trần nhà này thì có màu nâu xám ha cả nhà. Nhìn rất là đẹp. Ở bên trong thì còn có thêm cái nhà vệ sinh luôn. Đây nhà vệ sinh giúp ta đây, cũng khá là rộng rãi. Và được ốp tường hết ha cả nhà. Xung quanh tường hết luôn ha. Xung quanh gạch bằng gạch men ha, nhìn cái màu rất là đẹp ha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục. Ở đây thì cái tường của chúng ta thì được dán ha cả nhà ha. Mình được dán luôn, nhìn nó rất là kỹ xảo, rất là bắt mắt ha cả nhà. Thường thì nhà thì người ta chỉ sơn lót gạch lên tầm khoảng là một tấc thôi, sau đó mình sẽ đi tường lên. Thì ở bên đây thì chủ sẽ dán thêm một cái lớp cho chúng ta phá cách, nhìn rất là đẹp ha. Tiếp đến nữa đó chính là một nhà vệ sinh ha cả nhà. Đây nhà vệ sinh ở đây thì thuận tiện khách lên đây mình có thể là đi vệ sinh ở tầng dưới luôn. Ở dưới mình đây là hai nhà vệ sinh, một cái là trong phòng, một cái là ở ngoài ha cả nhà. Và kế tiếp đó là không gian nhà bếp này cả nhà. Thì không gian nhà bếp rất là rộng luôn. Thì chủ có tặng cho mình một bộ bàn ăn luôn, rất là đẹp ha cả nhà. Bàn này là bàn xoay ha. Đây bàn xoay, rất là đẹp. Được tranh dán luôn, rất là đẹp ha cả nhà. Và tặng luôn một cái bộ tủ bếp. Này là cái mặt trên này là đá ha cả nhà. Này là đá. Này là lót gạch, còn này là tủ gỗ ha. Này là tủ gỗ. Là tủ gỗ ha cả nhà. Nhìn rất là đẹp luôn. Và kế tiếp nữa đó chính là sân sau. Thì sân sau này là để cho chúng ta rất là thoáng ha cả nhà, để phơi đồ nè, để máy giặt ở đây cũng tiện nữa ha cả nhà. Chung là chủ bố trí cái nhà này rất là đẹp ha cả nhà ha, thoáng mát rất là đẹp. Không gian rất là tiện ích ha cả nhà. Rồi bây giờ hãy mời cả nhà sẽ lên ở trên để chúng ta xem ở trên gồm có những gì ha cả nhà. Rồi bước vô vòng một vòng ở nhà thì nhà này rất là thoáng luôn, rất là đẹp. Chúng ta sẽ bước lên tầng trên ha cả nhà ha. Thì ở đây là cầu thang tay vịn, là tay vịn gỗ ha cả nhà. Nhìn gỗ ha. Đây là gạch cầu thang, là gạch
tông đen ha, đen kết hợp với là cái đế gạch trắng ha. Mời cả nhà lên theo Hải lên lầu ha. Ở khu vực này thì hãy nghĩ là ở đây nếu mà chúng ta để có thờ là chúng ta để phòng thờ rất đẹp ở cả nhà. Thì chủ cũng cắm sẵn dây điện cho mình ở đây luôn. Có ổ điện xung quanh. Rồi kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ đến một cái phòng ngủ ở trên đây ha. Nhà này hiện tầng trên này là mình có hai cái phòng ngủ ở cả nhà. Ở dưới một phòng ngủ là ba phòng ngủ. Đây một phòng ngủ ở đây. Tiếp đến đó chính là một nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này chủ cũng ốp gạch hết ha cả nhà. Ốp gạch lên tới trên luôn. Nhà vệ sinh khá rộng, dài và rộng đó. Tiếp đến đó chính là một cái phòng sau. Phòng sau tông màu cũng đẹp cả nhà. Thiết kế rất là đẹp. Trần hình ngôi sao cả nhà. Ở đây có cái cửa, đây hay mở cửa thôi mình nhìn thấy gì ở phía sau này ha. Đây. Hiện tại ở đây là ở 1281 Trương Định. Thì ở đây đất xung quanh này mình vẫn còn trống nhiều ha. Thì ở đây rất thích hợp để đầu tư luôn. Nhìn cảnh thiên nhiên rất là đẹp ha cả nhà. Thì ngôi nhà này chủ đang kêu bán với giá là 1.790.000.000, thương lượng ít giấy tờ hay cả nhà, và có hỗ trợ ngân hàng. À, một trệt một lửng, ba phòng ngủ, ba toilet, có sân đậu xe hơi, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Nhà đầy đủ đặt công năng của nó luôn. Thì để biết thêm chi tiết về ngôi nhà này thì cả nhà vui lòng gọi vào số điện thoại là 0782 333 680 Minh Hải để được đi xem nhà hay cả nhà. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải, và hẹn gặp cả nhà ở video kế tiếp. Xin thân ái chào tạm biệt cả nhà.